Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khoa học GIS của mình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra nhiều component và cách chuyển data giữa các component với nhau bạn nhé. Các bạn chú ý cho mình này. Ở đây mình viết nhé. Component thì nó sẽ có ba hai chiều hướng chính thôi. Tức là mình sẽ chuyển điều component là gì ạ? Parent đúng không ạ? Đến child. Tức là component child đến component con nhé. Và chiều thứ hai là gì? Từ child lên parent. Đấy thì trong thực tế component của bạn thì hoặc là con hoặc là cha thôi. Thì các bạn phải tìm cách là gì ạ? Lúc thì bạn cần truyền data từ thằng cha sang thằng con, có lúc thì các bạn cần truyền data từ thằng con lên cha bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cái khái niệm này. Để đi vào khái niệm này thì mình sẽ build cho các bạn một 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 cái mô phỏng ấy, một cái file GS mà nó mô phỏng lại cái quá trình chạy của cái thằng GIS các bạn nhé. Các bạn vào src giúp mình này. Bạn chú ý cho mình là các bạn phải cài cho mình cái nốt GS nhé. New file này mà mình tạo một file là test.js ạ. Trong video này thì mình sẽ tập trung hướng dẫn cho bạn cái khái niệm đầu tiên trước là truyền truyền data nhé. Từ parent to child các bạn. Tức là cha xuống con. Các bạn rồi. Các bạn chú ý cho mình là bây giờ mình sẽ dùng Node.js để mình chạy cái file này nhá. Để chạy một cái file ở trong cái này thì là test này nó đang trong cái src đúng không ạ? Thì mình cần cd vào src. Sau đấy mình chấn Node gì ạ? Test. .js đúng không? Đây nó chưa có gì ở đây, mình thử console này xem nó chạy chưa. .log 1 à, chấm lốc các bạn group cũng được thôi nhưng mà lốc đi, mình chạy lại này. Đấy, các bạn thấy mình đã in ra con số 1 rồi, thì cái này là mình tận dụng Node.js mình chạy luôn. Thì các bạn nào mà chưa cài Node.js cài giúp mình nhá. Trong cái khóa này mình có hướng dẫn video trước về cài Node.js đấy, các bạn xem lại. Rồi cái quy trình của thằng 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 JS các bạn biết là gì ạ? Nó có một cái file index.html là cái file chủ đạo đó. Đây. Ở trong index.html. Đây các bạn nhé, vào public này, khi các bạn run server mm start ấy, thì nó sẽ chạy cái file này. Đúng không? Chạy cái file này thì nó sử dụng webpack và nó đưa cái nội dung của index.js này các bạn này. Bundle vào trong cái index.html nhá. Đấy thì index.html thì có gì chứa index.js các bạn. Rồi. Và trong index.js này tức là nội dung của index.js nó sẽ được đưa vào trong cái file này các bạn nhé. Và nó có một cái deep root này, tất cả content nó sẽ được sâu trong cái deep root này. Các bạn xem cho mình cái index.js tiếp tục này thì nó sẽ gì? Nó chỉ có gì render cái nội dung của component app vào trong cái thằng rút là document là tức là ID bằng rút đúng không ạ? Render vào trong cái này đúng không ạ? Render cái nội dung của component app. Thế thôi. Thực ra nó chỉ cần render nội dung component app vào trong đấy thôi các bạn nhé. Đấy thì quy trình của nó là gì? Chứ index.js là gì? Trong index thì render app component, tức là content của app component nhé. App component đến deep ID một rút các bạn nhé, deep rút này, deep thăng rút. Rồi đấy thì từ cái tư tưởng đấy thì mình muốn là gì ạ? Các bạn build lại cái hệ sinh thái của component ở cái dạng basic thôi các bạn ạ. Mình xóa dòng này nhá. Các bạn chú ý cho mình này, thực tế các phần các component ở trong React đó là nó là gì ạ? Nó được define, nó không lồng nhau. Ở đây mình đang nói với các cha con này là cha con ở trong cái thời gian nó runtime các bạn nhá. Khi nó chạy runtime ấy đúng không ạ, thực tế là mình đang có gì ở đây là mình có function này, ví dụ mình có một function app nhé, mình sẽ tạo ra một cái trước khi mình demo cái phần này các bạn tạo cho mình cái component cha con đi cho nó dễ nhìn ạ. src tạo cho mình một cái new folder là component này. Ở đây mình sẽ có là component parent nhé. .js. Thôi rồi.
Ở đây thì mình có cái comment and app là comment and child rồi, cho nên mình sẽ tạo một cái phần child thì các bạn nhé. Child.js này. Đây mình sẽ dùng cái giờ f. Đây các bạn cài cái extension thì nó có là giờ, mình đánh giờ f nhé, nó sẽ ra giờ f. Component export function này đúng không ạ? Function export mình chọn cái là thứ hai ấy. Giờ fce này. Đấy thì nó tạo cho mình một component sẵn thôi. Ở đây mình sẽ có một cái component là child đúng không ạ? Và return cái deep child thôi. Và mình xuống dòng. Sau khi tạo ra component child rồi thì ở trong cái thằng app này mình sẽ import nó vào. Import child nhé. Từ gì ạ? Chấm xuyệt component này, xuyệt child. Và để chạy cái component child này mình sẽ instant nó ở trong cái thằng thằng app đúng không ạ? Rồi các bạn chạy lại cho mình thì đây là mình đã có gì? Component app và cùng cái child là sau đây nha các bạn nhé. Đã thành công ở đây thì mình sẽ define là gì ạ? Thằng app này là component child và thằng child component con đúng không? Và các bạn chú ý cho mình là cái thằng cha con này nó là thằng này là nó là chính là tiếng này tương đương các bạn gọi như thế này nhé, nó tương đương các bạn gọi này nhé, khi các bạn gọi như thế này đúng không ạ, thì chỗ app bạn gọi instant này nó tương đương các bạn gọi này nhé, đấy thực ra nó tương đương này các bạn, khi bạn dùng cái dấu này thì nó sẽ gọi cái phương thức này, như vậy là cha con này là nó gì trong thời gian runtime rồi. Thế thì mình để build ra cái đấy thì mình sẽ build này. Test này các bạn nhé, mình có function app này là component app đấy, và mình có một function là gì ạ, là child tức là con đây nhá, đây là component child này và component app đúng không ạ, đây mình đang build bằng JS thuần các bạn nhé. Thì mục tiêu của mình là gì ạ, mình có một cái data chính là state ấy, trong app này các bạn chú ý nhá, state ấy nó sẽ là private ở trong cái component đấy, ví dụ như bạn khai báo state trong app thì nó sẽ là private trong app, bạn khai báo state trong child child thì nó sẽ là private trong child nhá. Đấy chú ý cho mình thì mình có một cái biến state ở trong app này và mình muốn truyền xuống thằng child này đúng không, mình có let này app variable chẳng hạn, variable bằng mình để nội dung là parent nhá, to child. Đấy thì mình muốn là truyền cái biến này thì ở trong cái ứng dụng React thực tế là nó đang gọi thằng child này bên trong cái thằng app đúng không bạn, đúng không ạ, bạn thấy không giống hệt đây này, khi mình có gì có một function app này đúng không ạ, sau đấy này gọi thằng child bên trong nhé, mình đang đi giống hệt nhá, đây thì đây mình có gì ạ, test này có thằng app này xong gọi thằng trai bên trong đúng không ạ, đây ạ thằng trai bên trong và thằng trai đây, thì cái mục tiêu của mình là gì, trong thằng trai này mình phải nhận được cái biến ở trên cái thằng thằng app này, thế để nhận được cái biến thì cái này rất là đơn giản đúng không các bạn ạ, các bạn chỉ cần truyền cái parameter này xuống đúng không? Thì ông này ông nhận được cái gì, parent to trai đúng không, và các bạn thử console ra nhá, chấm log bạn in ra cái thằng parent to child này thôi ạ. Tiếp tục thì các bạn thiếu một cái bước là gì, cái thằng React nó sẽ chạy cái app này các bạn nhá, tức là nó sẽ instant cái thằng app này này đúng không ạ, ở trong cái index.js này các bạn thấy này, nó instant này đấy, mình đang build giống hệt cái môi trường của thằng React đấy. Đấy cuối cùng thì dưới đây là gì, mình phải chạy thằng này đấy. Như vậy mình đã build được cái demo nó giống như cái tư duy của React nhá, là gì ạ, có một component app này và có một component child này, và sau đấy thì mình chạy cái component child ở trong cái component app đúng không ạ, và sau đấy mình chạy app này, sau đấy child này đúng không ạ, và mình muốn là nhận được cái biến private của thằng app này ở trong cái thằng child này, tức là nhận được biến thằng cha trong thằng con các bạn nhé. Mình đánh nốt index chấm gì hết à, sorry các bạn nhé, test nhầm đấy các bạn thấy không, thì mình đã nhận được cái gì, parent to child đúng không, đây mình sẽ thêm cái dấu đây cho bạn phân biệt, parent
to child thì bằng parent to child đúng không? Bạn thấy không? Parent to child là bằng cái parent to child này đúng không? Đấy thì mình đã hoàn toàn mình nhận được cái biến private ở trong cái app, ở trong cái thằng child các bạn nhé. Thế thì trong JSX nó cũng sinh ra cái khái niệm tương tự như thế các bạn nhé. Thực ra làm đúng như thế này các bạn ạ. Trong thằng app đó, thì mục tiêu của mình là gì? Mình có thằng app này có một cái gì stay, và mình muốn là trong thằng child này phải nhận được stay đấy. Bởi vì mình muốn là trong cái function này này sử dụng cái data đấy để làm một cái điều gì đấy, đúng, đồng bộ hóa từ chọn liệu các bạn đúng không? Mình nhận được một cái list table đúng không? Sau đấy là mình muốn gender ở trong thằng này cơ các bạn nhá. Gender item trong thằng này cơ nhá. Thế thì mình phải truyền vào. Thế áp dụng cái tư tưởng đấy gì? Các bạn nhớ cái thằng này này chính là gì? Cái parameter này chính là probe cho các bạn đúng không ạ? Nó chính là probe đấy. Và cái thằng này chính là stay nhá. Áp dụng đúng cái tư tưởng đấy vào đây thôi ạ. Mình sẽ import gì ạ? Từ React nhá. Import useState các bạn nhá. Từ React và ở đây mình có biến private state là gì? Constant này. Bằng cách như chúng mình nhá. Con parent này. Ví dụ mình có một biến là parent nhé. To child phải set parent to child. Copy này cho nhanh đi bạn. Set cái parent to child này thì bằng cái gì ạ? UseStay. Các bạn nhớ nhá, là lần đầu tiên nó render nó sẽ mang giá trị là parent to child, chính là giá trị khởi tạo ban đầu nhá. Và mục tiêu của mình gì? Mình muốn truyền cái data của trong cái app này. Bạn nhớ tất cả những gì trong app này nó là private của app nhá. Cái data này xuống cái component child này thì mình sẽ truyền dưới dạng gì? Key value nhá. Ở đây mình có gì? Parent to child chẳng hạn, đúng không? Key là thế, bằng value là bằng cái gì ạ? Bằng cái state này các bạn. Đúng không ạ? Thế thì mình sẽ có, khi mình truyền dưới dạng key value thì thằng React nó chỉ làm thêm một việc thôi. Khi nó thấy cái instance này và nó đọc từng cái này, nó gom nhóm tất cả những cái key value này về object thôi các bạn ạ. Về object và nó nhận vào ở trong cái thằng child này nhá. Thực ra là bạn đang chạy cái hàm child ấy, và đây là bạn truyền parameter này. Và trong child thì nó nhận được cái parameter lấy tên là gì? Probe. Người ta theo cái, tức là theo theo ấy, theo cái chuẩn chung thì người ta hay để probe thôi, nhưng mà bạn đặt cái tên gì cũng được các bạn nhá. Giống như ở đây này, mình đâu cần parent to child, mình muốn đặt cái tên gì cũng được, bởi vì cái này là reference đến cái value nó truyền truyền về thôi nhá. Đây mình sẽ console cái probe cho các bạn xem. Các bạn load lại trang cho mình nhá. Inspect element lên phần console, các bạn thấy ạ, mình đã nhận được cái object parent to child này đấy, các bạn thấy không? Key này. Đấy, nó sẽ đưa cái probe vào trong một cái object. Đây mình có này cho nó bôi mờ đấy các bạn nha. Nó đang bị render hai lần ở trong môi trường dev ấy. Các bạn quan tâm cái thằng không bị bôi mờ thôi nhá. Các bạn đây. Các bạn thấy không? Mình có parent to child nhá. Thì tương tự là gì? Mình có thể là trong app này mình có thể truyền thêm là gì ạ? Là name bằng Đức đúng không ạ? String Đức thì nó sẽ gom tất cả những key này, value này, key value vào trong object và nó đặt cái tên là gì? Nó reference cái tên là probe các bạn nhé. Đấy. Đấy, parent to child name Đức nhá. Thì khi các bạn có cái này thì các bạn có thể dùng đi check ring này đúng không ạ? Constant này. Bằng, các bạn chú ý cho mình đây là nó là một cái object nên các bạn phải dùng cái dấu object nhá. Bạn quên thì xem lại. Key của nó là gì? Parent to child đúng không ạ? Ê. Đây, key của nó parent to child và name. Bạn đưa vào cái phần child này. Đúng không ạ? Và name. Cuối cùng các bạn console ra cái thằng parent to child này thì bằng parent to child nhé, xem nó lấy được không. Thì chắc là nó lấy được không ạ? Các bạn thấy không? Nó đã lấy được cái parent to child thì bằng cái parent to child này đúng không ạ? Bằng cái giá trị của nó này. Tức là mình đã đi checking thành công.
Và thậm chí thằng GS nó cũng hỗ trợ các bạn đi jack-ring ở trên đây luôn các bạn nhé. Hoàn toàn bạn có thể đi jack-ring lại cũng được. Nhưng mà thực ra thì mình làm thì mình không thích để trong parameter, bởi vì nó nhiều parameter thì nó nhìn nó rất là rối. Mình hay làm này thì tùy theo khẩu vị của các bạn nhé, thì các bạn làm nào cũng được. Và chốt lại bài hôm nay, các bạn nhớ cho mình là để truyền từ từ cha sang con thì các bạn sử dụng cái gì ạ? Probe bạn nhé, chính là cái parameter. Thực tế là gì? Các bạn đang truyền parameter, gọi đến phương thức child và truyền tất cả parameter dưới dạng object vào, đúng không? Rồi, và nhớ cho mình thêm nữa là tất cả những cái gì ở trong cái thằng app này, bao gồm state mà muốn truyền những thằng 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 con ấy dùng đấy, thì bạn phải sử dụng qua cái việc truyền theo dạng dạng probe này bạn nhé. Và cái probe này thì đừng, các bạn đừng nhìn thấy rằng là cả đây đây là mình để cái giá trị chữ probe, thì các bạn nói rằng probe này là probe của gì, của child. Thực tế nếu các bạn hiểu sâu thì probe nó chỉ là một cái gì, parameter đúng không, ở trong cái di phần đến cái thằng value của cái thằng 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 cha đúng không, value thằng cha. Nên suy cho cùng là cái probe này chính xác nó vẫn là thuộc về thằng app này các bạn nhé. State này đúng không, probe này, giá trị probe là parent to child, thế nó đang truyền cái giá trị thuộc của thằng app về cái thằng child. Mục tiêu của nó là sử dụng cái data ở trong cái này. Thì tại sao để cần truyền từ thằng cha thằng con, thì ở những video tiếp theo về dự án thực tế thì mình sẽ nói rõ hơn các bạn. Thì điều ở video này mà bạn chỉ cần hiểu cho mình được cách truyền data thôi, từ cha sang con thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.